Chào các bạn, chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 4 trong sách Kết nối tri thức môn hóa học 10 là ôn tập chương số 1. Trước khi vào phần giải bài tập, chúng ta sẽ hệ thống lại một số kiến thức. Đầu tiên, chúng ta phải nắm về hạt nhân. Trong hạt nhân có hai loại hạt, đó là hạt neutron và hạt proton. Thì hạt neutron khối lượng của nó khoảng là 1,67 5 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Và điện tích của hạt neutron là bằng 0, nghĩa là không có mang điện tích, không mang điện. Hạt thứ hai trong hạt nhân là hạt proton, khối lượng nó cũng sắp xỉ bằng khối lượng hạt neutron luôn, là 1,672 nhân 10 mũ trừ 27 kg. Và điện tích của nó là chính là điện tích nguyên tố là cộng 1. Điện tích nguyên tố. Tiếp theo về nguyên tử. Nguyên tử thì gồm có hạt nhân rồi, nguyên tử lại có lớp vỏ nguyên tử. Thì đầu tiên các em phải tìm hiểu về kích thước của nguyên tử ha. Kích thước nguyên tử thì rất là nhỏ, khối lượng không bao nhiêu, z như thế nào ha. Thì kích thước của nó khoảng là 10 mũ trừ 10 mét ha, khoảng là 10 mũ trừ 10 mét. 10 mũ trừ 10 mét. Nghĩa là rất là nhỏ ha, em có thể ghi rất nhỏ. Còn khối lượng nguyên tử thì bằng tổng khối lượng của proton cộng cho khối lượng của electron và cộng cho khối lượng của neutron. Và số z ở đây chính là bằng số proton. Số z chính là số hiệu nguyên tử á, bằng số b bằng số e. Lớp vỏ nguyên tử thì gồm có các hạt electron quay xung quanh hạt nhân và khối lượng của nó khoảng là 9,1 nhân 10 mũ trừ 31 kg. Rất là nhỏ ha. Điện tích của nó là điện tích nguyên tố là -1, mang điện tích âm. Thì các orbital nguyên tử s có dạng hình cầu. Hình cầu. Còn orbital nguyên tử b thì gồm có phân bố theo trục x là bx thì hướng x, và phân bố theo trục y là hướng y, và phân bố theo trục z là dz, và có hình số 8 nổi ha. Orbital b có dạng hình số 8 nổi. Tiếp theo về lớp. Lớp ở đây các em chỉ cần học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 thôi. Lớp electron. Thì ở lớp thứ nhất á thì người ta gọi là lớp L, lớp K chứ, lớp K, K, L, M, N, O, B, vân vân. Phân lớp thì chúng ta có phân lớp 1S, lớp 1 chỉ có một phân lớp thôi, là phân lớp S, 1S. Còn đây là gồm có phân lớp 2S và 2B. Phân lớp 3 thì có 3S, 3B và 3D. Phân lớp 4 thì các em biết rồi, 4S, 4B, 4D và 4F. Về số orbital thì chúng ta biết rằng một phân lớp S thì có một orbital. Ở đây phân lớp S có một orbital, phân lớp B có 3 orbital, cộng lại là 4 orbital. Ở đây 1, ở đây 3 là 4, 4 với 5 là 9, 9 orbital. Ở đây 1, ở đây 3 là 4, ở đây 5 nữa là 9. 9 cái này 7 nó 16. 16 orbital. Các em lưu ý phân lớp F có 7 orbital. Phân lớp D xin lỗi, phân lớp F có 7 orbital chứ. Phân lớp D có 5 orbital, phân lớp B có 3 orbital. Phân lớp F có 1 orbital. Số electron tối đa. 1 orbital thì tối đa 2 electron. 4 orbital thì tối đa 8 e. 9 orbital thì tối đa là 18 e. Và 16 orbital tối đa là 32 e. Về thứ tự năng lượng các phân lớp từ thấp đến cao thì các em mới viết ra được cấu hình electron á, thì các em phải viết theo thứ tự mức năng lượng. 1s, 2s, 2b, 3s, 3b. Sau đó là 3d, mà viết 4s trước nha, sau đến 3d. Về phân mức năng lượng các em viết như thế này nha.
Về cấu hình electron, đặc điểm của lớp electron lớp ngoài cùng, nếu mà có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng thì nguyên tố nó kim loại. Còn 4 là vừa kim loại hoặc phi kim. 5, 6, 7 là phi kim. Còn 8 là khí hiếm, thì viết tắt nha. Khi chúng ta viết cấu hình electron, chúng ta phải viết theo nguyên lý vững bền, nguyên lý loại trừ bao ly và viết tắt hình. Thì các em phải từng nắm từng nguyên lý nha, chúng ta ôn lại. Về nguyên lý vững bền á, là các electron trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các orbital ở mức năng lượng từ thấp đến cao. Nghĩa là chúng ta không biết làm sao cho mức năng lượng từ thấp đến cao. Thứ hai là cái nguyên lý bao ly. Bao ly là sao? Nghĩa là trong một cái orbital nguyên tử á, chỉ chứa tối đa hai electron và có chiều quang ngược nhau. Hình dung không? Nghĩa là trong một orbital nguyên tử này là một cái ô vuông thế này thì có hai electron tối đa thôi, và hai electron này phải ngược chiều nhau. Còn nếu mà một orbital một electron á thì các em phải vẽ mũi tên hướng lên. Chứ nào? Còn cái vi tắc hình á là khi chúng ta viết cấu hình electron theo dạng orbital nguyên tử á, thì chúng ta cần phải lưu ý trong cùng một phân lớp, các electron sẽ phân bố trên các orbital sao cho số electron độc thân là tối đa. Và có electron đó phải có chiều quay giống nhau ha. Ví dụ như thầy vẽ là 2B3. 2B3 thì các em không được viết như thế này. Em không được viết 3 orbital chứ 3 electron. Em không được viết là orbital đầu là 2 3, chúng ta viết thế này là số electron độc thân là chỉ có 1 thôi. Chúng ta phải viết như thế này. 3 electron này điền trên phân lớp B á, phải ở 3 cái orbital luôn và có chiều quay giống nhau thế này. Này là 3 e độc thân. Chúng ta viết như thế này. Tiếp theo về nguyên tố hóa học, thì các em biết rằng nguyên tố hóa học là những tập hợp tất cả những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân. Nghĩa là tất cả những nguyên tử nào mà có cùng số proton trong hạt nhân thì gọi là nguyên tố hóa học. Thì trong cái một nguyên tố này các em còn phải tính được số khối nha, số khối A được tính bằng tổng số neutron và số proton bên trong hạt nhân. Nghĩa là bằng N cộng cho B. Cộng bằng số neutron cộng số proton. Về ký hiệu nguyên tố học á, thì ở dưới đây chúng ta ký hiệu bằng chữ Z. Chữ Z này chính là số hiệu nguyên tử, chính là số điện tích hạt nhân. Còn trên là chữ A là số khối. Còn cách tính đồng vị, chúng ta tính nguyên tử khối trung bình á, là chúng ta sẽ lấy cái gì? Chúng ta lấy là phần trăm của X sẽ nhân cho số khối của nó cộng với phần trăm của này nhân cái này. Mày hai cái này nó giống nhau về chữ X này. Mày chúng ta lấy phần trăm. Ở đây mình đặt tên là x1, x2 đi ha. Thì chúng ta sẽ có là phần trăm của x1 thì đặt là x1 đi, nhân cho số khối ha, cộng cho phần trăm x2 là x2, nhân số khối là D, cho nên x1 cộng x2. Trong đó x1, x2 là phần trăm ha, là phần trăm số nguyên tử của hai đồng vị nha. Câu số 1. Số proton, neutron, electron của nguyên tố kali 19, 39 lần lượt là. Thì các em thấy rằng số Z là 19 thì bằng số proton và bằng số electron đều bằng 19 hết nè. Còn số neutron thì lấy số khối là 39 trừ cho số Z thì được 20. Các em chọn câu C. Câu 2. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có 3 electron thuộc lớp ngoài cùng? Thì các em loại phi kim đi, tại phi kim có 5, 6, 7 e ngoài cùng, do đó các em loại câu B và câu D đi, phi kim. Còn lại là natri và nhôm là kim loại. Còn nếu mà các em không biết á, thì chúng ta viết cấu hình ra. Natri á, là Z bằng 11. Rồi đúng không? Đến 3S. Chỉ có 1 e ngoài cùng thôi. Chắc chắn là C rồi. Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố potassium là kali đó, có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản, potassium này có số orbital chứa electron là. Ở trạng thái cơ bản,
Kali có số orbital chứa N trong là. Bây giờ chúng ta viết cái dạng ô nguyên tử ra nha. Chúng ta tính số orbital. Cấu hình của nó là 1s2 nè. 2s2, 2b6, 3s2, 3b6 là 18 rồi đúng không? Còn lại là đến 4s1 là 19. Bây giờ mình tính số orbital nha. Ở đây có một orbital này. Phân lớp S cũng có một orbital này. Phân lớp B là có 3. Phân lớp S này có 1. Phân lớp B này có 3. S này có 1. Em đếm đi. 3 này, 6 này, 7, 8, 9, 10. D. Có 10 orbital. Câu 4. Nguyên tử của nguyên tố sodium là natri với bằng 1 có cấu hình E trong là. Như thầy đã viết đây này. Đây là cấu hình E trong của natri này. Vậy là chúng ta chọn đáp án là C luôn nha. Câu 5. Tổng số hạt proton, neutron, electron trong nguyên tử X là 58. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Vậy X là nguyên tố nào? Thì đặt số proton là chữ B nha. Số neutron là chữ N. Chữ E bằng 58. Mà các em biết rằng á, số E bằng số B nên thầy sẽ tương đương cái phương trình mới, đó là B bằng E nên sẽ thành 2B đi. E mình thay bằng B, B cộng B là 2B cộng N bằng 58. Kết hợp với điều kiện là gì? Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Số hạt mang điện ở đây là gì các em? Trong nguyên tử có hai loại hạt mang điện, đó là hạt proton và hạt electron. Nên số hạt mang điện chính là tổng hai cái hạt này. Nghĩa là chúng ta có số hạt mang điện là E cộng B. Lớn hơn, nhiều hơn này, số hạt không mang điện là 18. Do đó nó phải bằng số hạt không mang điện là N cộng thêm 18. Các em lưu ý nha, tổng số hạt mang điện và số hạt mang điện là gồm có hai cái hạt này. Lớn hơn neutron là 18 thì bắt buộc neutron phải cộng 18 mới bằng được tổng số hạt này nha. Các em hình dung cái phương trình nào. Đó, thì thầy sẽ rút ra được E cộng B thành 2B bằng N cộng 18. Nên cái phương trình này sẽ biểu diễn cho số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18 hạt. Thay vào đây, 2B chuyển N qua thành trừ N bằng 18. Yeah. Thì cộng vế theo vế lại thành ra được 4B này mất 58 cộng 18 6 74. Rồi 76 chứ nhỉ. 76, sau đó các em chia 4 thì ra được 19. Vậy suy ra cái số proton là bằng 19. Từ đó các em tìm được số neutron. Vậy là chúng ta thay N bằng thay B bằng 19 vào đây. Vậy là 19 nhân 2 là 38. 38 trừ 18 thì ra được neutron. Neutron sẽ bằng 2B trừ 18. Nghĩa là 2 nhân 19 là 38 trừ cho 18 bằng 20. Nhưng mà chúng ta chỉ cần cái số proton thôi. B bằng 19 thì dẫn đến suy ra Z sẽ bằng 19. Chắc chắn là nguyên tố kali rồi. Thằng này là 20 nhé. Thằng này clon 17, các em phải nhớ nha. Lưu hình là 16. Tìm số B ra được rồi. Câu 6. Nguyên tố chlorin là Z bằng 17 là clo đó. Hãy cho biết số lớp electron, số electron thuộc lớp ngoài cùng, số electron độc thân và của nguyên tử là clo này. Bây giờ các em viết cấu hình ra. 1s2, 2s2, 2b6 là 10 này. 3s2, 3b6. Nếu 3b6 là 18 rồi thì 3b là 3b5 thôi. Từ đó các em sẽ biết được cái số lớp này. Số lớp e trong chỉ là 2 này. 3 lớp nhé. 3 lớp e trong này các em. Số e trong thuộc lớp ngoài cùng là 7 nha. 7. 7 e trong lớp ngoài cùng. Số e trong độc thân. Để xác định số e trong độc thân á, thì các em phải viết. Các em phải viết cái phân lớp B này ra. Các em viết theo orbital á. Này một ô nha. Các em viết 2 mũi tên. 2s là chúng ta cũng vẽ tương tự,
hai mũi tên ngược chiều. 2B 6 đầy là bảo hòa rồi, biết khó chưa? 1 2 3S2. Rồi 3B5 này. Chúng ta biết làm sao cho số E trong độc thân là tối đa nha. 1 2 rồi này. Còn lại 3 thì không thể nào điền vào đây 3 cái được, vậy chắc chắn cái này là 2 cái rồi. Còn lại 1 cái đây. Vậy là chỉ có 1 E trong độc thân thôi. Vậy chúng ta sẽ có là 1 E trong độc thân. Được chưa nào? Câu 7. Nghiêng từ khối trung bình của vanadium là V đó là 50,9975. Nghiên tố V này có hai đồng vị trong tự nhiên là V50 và chiếm 0,25%. Bây giờ mình tìm số khối của đồng vị còn lại. Bây giờ thầy gọi cái số khối của đồng vị còn lại thì gọi là gì? Thầy gọi đồng vị còn lại này. Đồng vị còn lại thì gọi nó là gì? V23. Ở trên này thì đặt nó là chữ chữ A nhỏ đi ha. Chúng ta tìm A nhỏ là xong. Và phần trăm của đồng vị này là bao nhiêu? Và phần trăm của đồng vị VA23 này là, các em lấy 100% mà trừ đi 100 mà trừ đi 0,25 thì ra được là 97,75%. Đồng vị này nó chiếm tới 97,75%. Đến đây các em dùng công thức là nghiêng từ khối trung bình là thầy có là V trung bình sẽ bằng phần trăm của đồng vị này là 0,25 nhân cho số khối là 50 cộng cho đồng phần trăm của đồng vị này là 97,75 nhân số khối là A chia cho tổng 2% này là 100%. Được chưa? Bằng cái này, V trung bình đề bài cho là 50,9975. Đến đây chúng ta giải phương trình này nha. Các em nhân 2 với cho 100 mà chuyển cái này qua, chúng ta sẽ có 97,75. Chỗ này 99 nè. 99 nha. 99 à, bằng 50 nhân 100 lên là 5099,75. Trừ đi bên này. 0,25 nhân 50. Sau đó chia 2 vế cho 99,75 luôn. Thì mình ra được A luôn nha. Thì giải nhanh nhanh luôn á. Rồi chúng ta bấm là 5099,75 trừ cho 0,25 nhân 50 chia cho 99,75 bằng 51 nha. 51. Vậy đồng vị còn lại là kết luận. Vậy đồng vị còn lại là V5123, chính là số khối là 51 ha. Câu 7. Câu 8 là cấu hình electron của nguyên tử X là, của nguyên tử Y là, mỗi nguyên tử X và Y chứa bao nhiêu electron. Thì nguyên tử X sẽ có là, em đếm thôi, đây là 10 này, 12, 18, 19, X có 19 electron. Y có bao nhiêu? 10 nè, 12, 16. Hãy cho biết số hiệu nguyên tử của X và Y. X nó có Z bằng 19, Y nó có Z bằng 16. Lớp E trong nào trong nguyên tử X và Y có mức năng lượng cao nhất? Năng lượng cao nhất là lớp ở ngoài cùng. Đây chính là X á, là năng lượng cao nhất chính là lớp 4F1. Còn Y á là 3B4. Nghĩa là lớp ngoài cùng á các em. X và Y mỗi nguyên X và Y là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí yếm. Thì X là có một E ngoài cùng. Nên nó là kim loại. Còn này có 6 E ngoài cùng. Khí yếm. À, xin lỗi. Phi kim nhé. Phi kim là 5 6 7 E ngoài cùng. Kim loại là 1 2 3 E ngoài cùng, khí yếm là 8 E ngoài cùng.
còn 4 e còn cùng là vừa là kim loại hoặc là phi kim nha. Đọc câu 9. Nguyên tố X được dùng để chế tạo hợp kim nhẹ bền, dùng trong nhiều lĩnh vực: hàng không, ô tô, xây dựng, hàng tiêu dùng. Còn nguyên tố Y có dạng là IO4 3 trừ, đóng vai trò quan trọng trong các phân tử sinh học như là DNA và RNA. Các tế bào sống sử dụng IO4 3 trừ để vận chuyển năng lượng. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3B1. Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron kết thúc ở 3B3. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tố X và Y. Tìm số electron trong nguyên tử X và Y. Nguyên tố X và Y có tính kim loại hay phi kim? Rất là đơn giản đúng không? Vậy là chúng ta viết cấu hình ra. X nè. 1S2, 2S2, 2B6, sau đó đến 3. 2B6 đến 3S2 nha, sau đó đến 3B1. Từ đó các em sẽ biết ngay á, là số electron của nguyên tử X nè có 13 electron. Chưa, nó là nhôm đó, nó là nguyên tố nhôm đó. X là kim loại. Các em có thể nói là kim loại nhôm luôn. Tiếp theo, Y. Cấu hình của Y là 3B3, 1S2, 2S2, 2B6, 3S2 và 3B3. Ở đây là 15, đúng không em? 10, 12, 15. Vậy là có 15 electron. X sẽ có 5 e ngoài cùng, nên nó X là phi kim. Chính là phốt pho đó kìa. Các em nhớ thì viết vào, không biết thì khỏi ghi vào. Tại vì người ta không kêu xác định nguyên tố. Vậy là cái ion này chính là ion BO4 3 trừ. Đó, chúng ta sẽ có ion là BO4 3 trừ. Câu 10. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 49. Trong đó số hạt mang điện, số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Xác định điện tích hạt nhân, số proton, số electron và số neutron của và số khối của X. Thì bây giờ thầy có tổng số hạt của nguyên tố X này. Chúng ta có tổng số hạt, tổng số hạt của X là B cộng N cộng E bằng 49. Mình biết gọn lại là gì? 2B cộng N bằng 49. Vì cái B nó bằng cái E. Số proton bằng số electron. Thứ hai, theo điều kiện đề bài thì các em thấy rằng á, số hạt mang điện á, số hạt không mang điện là neutron. Còn số hạt mang điện á, là gồm có proton và electron. Nhớ nha. Thì chúng ta sẽ có cái phương trình là phương trình thứ hai là mà số hạt mang điện là N, không mang điện là N bằng 53,125%. Đấy. Số hạt mang điện chính là 2B. Vì B bằng E. Các em lưu ý B bằng E nên tổng số hạt mang điện chính là số B cộng số E. Thì thầy viết thành 2B nha. Như nào? Từ đây chúng ta sẽ rút ra được 2B bằng. Cái này chúng ta có thể chuyển về hệ phương trình để giải cũng được các em. Hoặc là các em có thể rút cái 2B này ra bằng cách là lấy cái N chia cái này. Thầy rút 2B ra sẽ bằng N chia cho cái này. N chia cho cái này là nhân nghịch đảo là nhân 100. 100N chia cho 53,125. Chưa? Đó là 2B. Thì thay vào phương trình số 1. Thay vào 1. Thì rút 2B ra, thì lấy cái bên này chia bên này nha. Rút 2B ra, lấy tích bên này chia thừa số còn lại bên này. Mà chia thì nhân nghịch đảo, nhân 100 chia cho cái này lại. Sau đó mình thay vào cái phương trình số 1. 2B này em thay bằng cái lượng này. Thì 1. Theo 1 thì suy ra là 100N trên 53,125 cộng cho N viết lại bằng 49. Đến đây thầy lấy đặt N ra ngoài thì nó còn là 100 trên 53,125.
0,125 cộng cho 1 bằng 49, suy ra n bằng 49 chia cho cái ông này nè. Ông này tính ra bao nhiêu đi? 100 trên cho 53 bằng 49 phần 17. 49 phần 7 nghịch đảo này là 17 này. 17. Vậy n bằng 17, nghĩa là có 17 nô trong. Từ đây thì suy ra là B, suy ra số rô tông sẽ bằng 17 là mình thay số rô tông chỗ này nè, mình suy ra là 2B sẽ bằng 49 trừ 17 bằng 32. Suy ra số rô tông sẽ bằng 32 chia 2 bằng 16. Đấy, vậy mình có được số rô tông 16 luôn, thì nó sẽ bằng số electron luôn đó. Đến đây các em đã tìm được số rô tông, số electron và số neutron. Bây giờ mình tính số neutron nữa và số khối. Rồi chúng ta tính số khối ha, tính được số khối ha. Số khối là A thì bằng rô tông cộng neutron. Rô tông chúng ta tính ra bằng 16 cộng neutron mà các em tính ra bằng 17 đúng không? Bằng 33. Chưa, vậy chúng ta là 33 nha. Neutron là bằng 17. Electron là bằng 16. Trong 16. Còn điện tích hạt nhân chính là 16 cộng 16. Điện tích hạt nhân là viết ra các em bằng cộng 16 nha, tại vì có 16 rô tông nên điện tích hạt nhân là cộng 16 ha. Nếu mà cách giải này các em thấy khó sơ quá thì từ chỗ này nè, chúng ta chuyển về hệ phương trình bằng cách là nhân hai vế cho 100. Chỗ này sẽ là 100N sẽ bằng 53,125 nhân 2B luôn. Đó. Lúc này thì tương đương. Thì chuyển vế qua thì giống phương trình trên là cái này nhân 2 luôn nha. Chỗ này thì tính ra được là 106 nè. Vậy chúng ta sẽ có 100N bằng 106,25 B. Sau đó mình chuyển về cái phương trình này nè các em. Vậy thì tương đương này, chuyển qua luôn nha, là 106,25 B trừ 100N bằng 0. Phương trình số 2, phương trình số 1. Phương trình này phương trình số 2, từ 1 và 2 chúng ta có hệ phương trình như sau là 2B cộng N bằng 49. Phương trình thứ hai là 106,25 B trừ 100N bằng 0. Đến đây các em nhập hệ phương trình, các em bấm nha. Vào mod 5 1 nhập hệ số 2. Hệ số này hệ số 1. Hệ số 49. Này 106,25. Này là trừ 100. 0. Rồi, kết quả x bằng 16, nghĩa là B bằng 16. N bằng 17. Đó, cách giải này cũng được nha các em. Chưa? Nghĩa là chúng ta phải chuyển về hệ phương trình như lớp 9 các em học đó. Còn chỗ này chúng ta dùng phương pháp thế. Thầy rút ra sau đó thầy thế vào đây để thầy giải được như nhau cả thôi ha. Rồi chúng ta đã hoàn thành bài số 4 nha. Cảm ơn các em theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các em ở video phần tiếp theo. Thân mến chào các em.